cho các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử đồng chí Nguyễn Đắc Tài. Đồng chí Nguyễn Đắc Tài sinh năm 1962 là chính trị gia người Việt Nam. Đồng chí hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Nguyễn Đắc Tài sinh vào ngày 25 tháng 1 năm 1962, quê quán tại xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí có học vấn cử nhân ngữ văn, cử nhân xuất bản. Về sự nghiệp, đồng chí Nguyễn Đắc Tài là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10 năm 2010, tại hội nghị đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa 16, nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí Nguyễn Đắc Tài đã được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí là Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 5 năm 2011, đồng chí Nguyễn Đắc Tài, lúc này là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016 với tỷ lệ 60,51% số phiếu hợp lệ. Đồng chí Nguyễn Đắc Tài là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 12 năm 2015, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giới thiệu đồng chí Nguyễn Đắc Tài vào chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí là ứng cử viên duy nhất được giới thiệu. Chiều ngày 9 tháng 12 năm 2015, 45 trên 51 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 5 đã bầu đồng chí Nguyễn Đắc Tài giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016. Lúc này, đồng chí Tài đang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa. Từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019, đồng chí Nguyễn Đắc Tài là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tháng 12 năm 2019, đồng chí Nguyễn Đắc Tài được giao phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thay cho ông Lê Đức Vinh bị kỷ luật cách chức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.